sư ơi, con đi chùa mà chính mắt con thấy vị sư trong chùa cầm bình xịt mũi kiến dáng, trực xịt trực tiếp vào cây kiến. Giờ con thấy hoang mang về sư ở chùa đó quá ạ. Mong sư giải đáp thắc mắc cho con. Khi mà xịt trực tiếp vào cây kiển á, thì có nghĩa là không có xịt trực tiếp lên con kiến. Thì một số cái thuốc xịt mà mình xịt lên trên cây á, thì nó sẽ xua những côn trùng, chứ nó không có giết côn trùng. Còn nếu như mà vị đó biết rõ là khi mình xịt như vậy á, có những con mà nó chết mà mình vẫn xịt á, thì vị đó vi phạm lời dạy của Đức Thế Tôn. Quý vị hoang mang thì về sư đó thì quý vị cứ hỏi thẳng, cứ nói thẳng là tại sao mà sư lại xịt như vậy, lỡ con này con kia chết thì sao, rồi để xem vị đó nói cái gì. Chứ còn mà hoang mang thì hỏi, hoang mang về đương sự thì hỏi đương sự. Còn nếu mà vị đó nói là thì sư xịt mà sư biết chắc là dưới đất này nó không có con nào, xịt thì nó có mùi, thì mấy con khác nó cũng sẽ không có bu vào, cho nên không có chết con nào, thì mình ghi nhận như vậy. Còn nếu như mà vị đó trả lời khác đi thì mình sẽ ghi nhận kiểu khác.